Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141, chương trình chuyên biệt về những tin tức an ninh trật tự xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội. Hội đồng xét xử vụ án cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông làm 13 người thiệt mạng đã quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt một số người thân nạn nhân. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định quá trình điều tra vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trong phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Diệu Linh, chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, cùng Hoàng Văn Tuấn, thợ hàn và Lê Thị Thì, chủ cửa hàng Hàn Xì, về tội vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy khiến 13 người thiệt mạng, xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một số người được xác định tư cách tham gia tố tụng dù đã được triệu tập nhưng vắng mặt. Đồng thời, trong phần ý kiến của mình, các luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm những người liên quan khác tham dự phiên tòa để làm rõ một số tình tiết, chứng cứ phản ánh có những đồng phạm khác chưa bị truy tố. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của một người liên quan được cho là một trong những chủ sở hữu quán karaoke số 68, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người tử vong, đồng thời là người trực tiếp thuê thợ thi công phần cách âm của quán. Khoảng rạng sáng ngày hôm nay, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an phường Cửa Nam đã phát hiện một đối tượng mang theo hàng hóa đứng trước cửa số nhà 137 Lê Duẩn có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng trên là pháo hoa và pháo nổ, tổng trọng lượng là 20 kg. Chủ số hàng là Đinh Văn Đạo, 27 tuổi, trú tại Tràng Định, Lạng Sơn, khai nhận mua số hàng trên của một người không quen biết, mang xuống Hà Nội bán lại kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Rạng sáng nay tại km 643 đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Chromebook cũng đã phát hiện một xe ô tô 16 chỗ đang di chuyển với tốc độ nhanh, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện bên trên xe chở 6 thùng giấy lớn, trong đó có chứa 221 hộp pháo với tổng trọng lượng hơn 260 kg. Tài xế điều khiển xe ô tô là Lê Minh Đại, sinh năm 1980, trú ở xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Quá trình làm việc, bước đầu Đại khai nhận cùng 5 người trên xe gom tiền mua số lượng pháo trên ở cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, rồi mang về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để bán kiếm lời. Trong khi đó, chiều nay, người dân thôn 5, xã Đình Xá, Hà Nam đã có ý thức tự giác giao nộp pháo nổ nhặt được trên đường cho cơ quan công an. Kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an xác định đây là loại pháo hoa nổ dạng pháo giàn 36 quả do nước ngoài sản xuất. Lực lượng công an đã biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của anh Trần Văn Tuấn. Và qua đây, mong muốn người dân nêu cao tinh thần nói không với việc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép. Đây là chiếc xe ô tô bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC-47 phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC-67, công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ ngày hôm qua tại khu vực đường 72 thuộc địa phận huyện Tiên Lữ. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một đối tượng nữ có dấu hiệu khả nghi là Đào Thị Tuyết, sinh năm 1960, ở tổ 9, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La, vận chuyển nhiều block lịch màu đỏ, bên trong có 5 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Tuyết khai nhận số heroin có trọng lượng gần 1,8 kg được mang từ Sơn La về Hưng Yên để tiêu thụ. Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 điện thoại di động và 2,6 triệu đồng tiền mặt. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đào Thị Tuyết theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can dùng dao, kiếm chặn xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để cướp tiền đêm ngày 29 tháng 12 vừa qua. 10 đối tượng này có tuổi đời từ 15 đến 18 và đều trú tại xã Phú Ninh và thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh. Trước đó, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên sau khi uống rượu đã rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để chụp ảnh. Sau đó, bột phát nảy sinh ý định chặn xe xin tiền. Số tiền các thanh niên này đã chiếm đoạt của các lái xe là hơn 400.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, sự gia tăng đột biến số lượng công nhân nhập cư đã dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp diễn biến phức tạp. Việc đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp và địa bàn giáp danh luôn đặt ra những khó khăn thách thức. Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai có hơn 50% là doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất các mặt hàng công nghệ cao, thu hút trên 22.000 người lao động và sinh sống trên địa bàn. Đây cũng trở thành nơi hoạt động mạnh của nhiều loại tội phạm khác nhau như trộm cắp tài sản, ma túy, mại dâm. Thực tế này đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý cư trú và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Riêng ở bên nhà máy thì tất cả những cán bộ nhân viên khi vào nhà máy làm việc bắt buộc phải trình thẻ.
để đảm bảo là kiểm soát là đúng người nhà máy thì chúng tôi sẽ giải quyết cho vào, cũng như là công nhân nhà thầu, tránh tình trạng là để đối tượng xấu bên ngoài lọt vào nó mượn danh vào gặp đồn công an, nhưng mà lại là có thể là gây những cái về mất an ninh trật tự, trộm cắp cũng như là gây gổ đánh nhau. Để giải quyết tình hình an ninh trật tự phức tạp tại khu công nghiệp, đồn công an Quang Trung, công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí các hòm thư tố giác tội phạm, thường xuyên tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình, yêu cầu cán bộ chiến sĩ bảo vệ nâng cao ý thức cảnh giác. Thì cán bộ đồn công an Trung tăng cường công tác đảm bảo trật tự, về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an xã, bảo vệ của các doanh nghiệp, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự trên địa bàn nhằm phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, phối hợp với các doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật đối với người công nhân, người lao động và doanh nghiệp. Việc làm này đã tạo ra môi trường đầu tư sản xuất an toàn, giúp khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai trở thành điểm sáng về mô hình giữ gìn an ninh trật tự, thu hút các dự án quy mô lớn và giúp các nhà đầu tư nước ngoài an tâm hoạt động kinh doanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube hoặc fanpage Bản tin 141. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.